mong cả một giờ liệu có lễ không nhỉ? Lễ chứ, lễ bằng đôi me à. Cạnh tranh với nhau thế này chỉ có cùng kéo nhau đi xuống mà thôi, và tốn tiền cho chủ đầu tư. Nếu kinh doanh ở quê phòng không có lạnh, bồn bình thường thì có lễ, chứ kinh doanh trong thành phố bồn sang trọng, phòng máy lạnh, phụ kiện chuyên nghiệp thì 30k một giờ chỉ còn kém liệt thôi. 30k một giờ mà muốn có lễ thì phải cắt giảm chi phí nhân viên, cắt giảm tối đa chi phí phát sinh. Thay vì hạ giá thì các anh em kinh doanh pizza cần làm đúng các giải pháp này đầu tiên. Thứ nhất, tổ chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên các trang mạng xã hội Facebook, TikTok để thu hút tiếp cận các khách hàng tiềm năng. Tổ chức các chương trình khuyến mã và mini game, gói combo, thẻ thành viên là để kéo chân khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ. Tổ chức các giải đấu giao lưu các cơ thủ và khách hàng, hoặc các giải đấu nội bộ cho các khách hàng thân thiết nhằm kích cầu dịch vụ, thu hút khách hàng và tăng độ nhận diện của thương hiệu. Thứ hai, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và thân thiện với khách hàng, chỉ biết về VR, kỹ năng giao tiếp tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình, thái độ thân thiện, tạo thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp, khiến khách hàng thỏa mãn và hài lòng, khách hàng sẽ quay lại. Và cuối cùng, chọn sản phẩm kinh doanh đúng đắn, bồn pizza chất lượng cao, mang lại trải nghiệm cho tuyệt vời cho khách hàng là chìa khóa để giữ chân khách hàng. Ví dụ, câu lạc bộ Thiên Phúc tại 130 Đinh Tiên Hoàng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi. Khu vực xung quanh đều có các câu lạc bộ mới mặt lan, nhưng thay vì cạnh tranh vì giá, Thiên Phúc chọn nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng thông qua nâng cấp các dàn bồn pizza. Lồn mới không gian, tuyển chọn những nhân sự ưu tú chạy quảng cáo trên các trang bay và lồng các clip giải trí liên quan đến pizza, khiến cho khách hàng thích thú, biết đến và trở thành khách hàng quen của quán để quán tăng doanh thu. Pizza Thiên Phúc, chất lượng đạt chuẩn, bảo hành trọn đời, bảo dưỡng tận tâm, mẫu mã đa dạng, đội ngũ kỹ thuật hùng hậu và lắp đặt nhanh chóng. Hãy chọn mua bồn và dịch vụ bảo dưỡng bồn của Thiên Phúc. May mắn, tài lộc, thịnh vượng, an tâm chất lượng.